Namaste. Đây là bài tập giúp cải thiện phục hồi thái hóa đốt sống cổ dành cho người bệnh đau nhức phần vai lên cơ cổ của mình và thường có cảm giác cứng rất là khó khăn khi mình di chuyển cơ cổ của mình cũng như hay bị đau đầu chóng mặt, thì hãy xem bài này và tập theo cùng Thí. Tập thật là chậm và duy trì tập mỗi ngày, bệnh sẽ cải thiện từ 3 cho đến 5 tuần. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài tập. Rồi mình ngồi, lưng mình giữ thật thẳng nè. Nhúc nhích cái vai của mình. Nhúc nhích cái vai thoải mái nè. Rồi hai cái tay mình đặt xuống thảm nè nha. Chậm rãi ép cái vai mình nè. Ép cái vai phải ra phía trước nè. Chải về. Ép cái vai trái nè. Chải về. Ép cái vai phải nè. Chải về. Ép cái vai trái. Chải về. Ép cái vai phải. Rồi mình kết hợp với cơ cổ luôn. Ép cái vai trái thì mắt mình nhìn sang bên trái, xoắn nhẹ cơ cổ sang bên trái nè. Lên. Ép cái vai phải, xoắn nhẹ cơ cổ sang bên phải. Lên. Ép sang trái, xoắn cơ cổ sang trái. Lên. Ép sang phải, hít thở thật là chậm. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra nè. Cứ kết hợp với hơi thở. Và ép cái vai nào thì mình xoắn nhẹ cơ cổ về hướng đó. Thở chậm. Xoắn nhẹ cơ cổ. Thở. Cảm thấy rất là dễ chịu cho cái vai của mình luôn. Mình tự điều chỉnh cái độ ép và cái độ xoắn phù hợp với thể trạng đau của mình nha. Rồi chậm rãi trả về. Cũng vậy luôn. Hai cái tay mình vẫn đặt xuống thảm nè. Rồi mình chậm rãi nè. Đi thật chậm. Cái càm gập nè. Cái vai mềm, cái cơ cổ thả lỏng ra. Mình di chuyển nhưng không có gồng. Di chuyển vừa sức mình. Và lên. Chậm rãi. Chậm rãi. Chậm rãi lên. Đó, kéo vừa. Chậm rãi gập. Đi chậm nè. Lên, hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Cái vai mềm ra, lưng thẳng. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Rồi. Hít vào, mắt nhìn thẳng tới phía trước. Đi chậm nè. Nghiêng cái lỗ tai phải xuống vai phải. Chậm nè. Đó, nghiêng. Hít vào lên. Thở ra nghiêng trái nè. Giữ lưng thẳng. Hai cái vai mình mềm ra. Hít vào lên. Thở ra nghiêng phải nè. Hít vào lên. Thở ra nghiêng trái. Cảm nhận nè. Hít vào lên. Thở ra nghiêng phải. Hít vào lên. Thở ra nghiêng trái. Thở chậm nè. Thêm hai lần nữa. Hít vào lên. Thở ra nghiêng phải.
Hít vào lên, thở ra nghiêng trái. Hít vào lên, thở ra nghiêng phải và giữ lại đây nè. Đó, vừa căng đủ cái độ căng nhẹ nè. Giữ lại đây 5 4 cái vai mềm ra cho nó căng cái phần cơ cổ của mình thôi. 3 2 Mình đang ở bên phải nè. Mình gập cái càm mình á. Gập xéo sang bên phải nè. Đó. Gập xéo sang bên phải. Rồi cái tay phải của mình á đặt qua bên mép tay lỗ tai bên trái. Kéo nè. Kéo cơ xéo. Kéo cơ xéo phần cơ cổ bên trái của mình nè. Dùng cái tay phải kéo nhẹ nè. Vừa kéo vừa xoắn vừa gập và giữ ra đây nè. 5 4 Gập. Hơi gập nhẹ nè, hơi xoắn nè, hơi kéo nè. 3 2 Rồi tiếp tục. Lúc này mình xoắn nhẹ cơ cổ mình sang phải nè. Đó. Rồi cái tay trái mình nâng lên, mở rộng cái tay trái. Đó. Mở và giữ ra đây nè. Đó, nhịp nhịp cái tay trái của mình nè. 5 Xoắn cơ cổ sang phải, mở cái tay trái. 4 Nâng cái tay lên bằng dưới vai mình và mở ra phía sau. 3 2 Và chậm rãi trả về, đưa hơi vào thở ra. Thở hết hơi ra. Lúc này đến bên trái nè. Chậm rãi nghiêng cơ cổ mình bên trái, thả lỏng nhẹ vai tay. Và giữ là đây. 5 4 3 2 Lúc này gập nè. Gập vừa nghiêng vừa gập cái càm mình xéo xuống nách nè. Vừa nghiêng vừa gập nè. Đó. Rồi dùng cái tay trái đặt qua bên mép lỗ tai phải. Mình kéo nè. Vừa xoắn nhẹ, vừa gập, vừa kéo. Đó. Mình tự điều chỉnh lực tai, lực xoắn, lực gập vừa với sức mình. Cái tay phải thì hạ xuống thảm. Mở cái vai. Đó. Giữ lại đây. 5 4 3 2 Tiếp tục nè. Lần này mình hạ tay xuống nhưng mình xoắn cái cơ cổ mình sang bên trái nè. Không có gập nữa mà mình xoắn nè. Nó xoắn vừa với sức mình. Khi mình xoắn á, mình thấy nó đau quá thì mình nhúc nhích. Mình tìm cái điểm dễ chịu. Nếu nó đau quá thì mình nhúc nhích rồi mình mới xoắn tiếp nha. Chứ không có ráng, không có chịu, không có ráng chịu đựng. Nó xoắn rồi. Nâng cái tay phải lên, mở cái tay phải nè. Đó, mở và giữ ra đây nè. Đó, mở. 5 4 3 2 Đó, mở căng nè. Và chậm rãi trả về. Mắt nhìn thẳng tới phía trước. Hơ thở chậm. Rồi bây giờ chúng ta đến với tư thế con rùa rút cổ nè. Hai cái tay mình đặt xuống thảm, lưng thẳng cái vai mềm, rồi rút cái vai lên. Rút khi mình rút cái vai lên á, mình trùng các đốt sống cổ mình trùng ép lại. Nè, rút cái vai lên, trùng đốt sống cổ trùng lại. Rồi ép cái vai mình xuống nè. Kéo dài cái cơ cổ tới phía trước. Kéo dài cái càm mình ra. Đó. Trả về. Kéo càm về. Rút cơ cổ xuống. Rút cái vai lên. Hạ cái vai xuống. Kéo dài cái cơ cổ ra. Dài ra thêm nữa nè. Trả về. Rút cơ cổ trở về. Nâng cánh tay, rút tay cao lên. Hạ tay xuống, kéo dài càm tới phía trước nè.
rút cằm về, nâng cái vai lên, hạ cái vai xuống, kéo dài cơ cổ ra, rút cơ cổ về, nâng cái vai, rút cái vai cao, rút, hạ cái vai xuống, kéo dài cơ cổ tới phía trước, rút cơ cổ về, rút cái vai cao, hạ vai, kéo dài cơ cổ, rút cơ cổ về, nâng cái vai, ép vai, kéo dài cơ cổ, rút cơ cổ về, nâng cái vai, rút, ép vai, kéo dài cơ cổ, rút cơ cổ về, nâng vai thêm lần nữa, ép cái vai, kéo dài cơ cổ, giữ ở đây, nằm dài cơ cổ ra nữa, kéo càm dài ra, 4 3 2, rút càm trở lại, nâng cái vai lên, giữ là đây, 5 4 3 2, và chậm rãi thả lỏng vai cổ, hít thở chậm. Rồi bắt đầu nè, cái tay phải mình đặt lên đầu, mình đẩy cái đầu mình sang bên phải, cái đầu mình đẩy ngược lại đó, dùng lực của tay đẩy mạnh vô, ép cái đầu mình sang bên trái, nhưng cái đầu mình dùng lực của cơ cổ đối nghịch lại ép nè, giữ là đầy, 5 đó, dùng lực của cơ cổ đẩy ngược lại, dùng cái tay đẩy mạnh cái đầu, dùng lực cơ cổ đẩy mạnh tay, 4 3 2, trả về, đổi bên, bên trái cũng vậy luôn, đẩy cái đầu sang bên phải đẩy ngược lại, mạnh thêm nữa, 5 4, mạnh thêm nữa, coi ai mạnh hơn nha, cơ cổ và tay ai mạnh hơn, ráng lên, 3 2, chậm rãi thở ra nè. Rồi tay mình đang sau gáy nè, kéo cái đầu tới phía trước, ép kéo, và cái đầu mình ép ngược lại phía sau, kéo nè, kéo nè, căng nè, 5 4, dùng lực tay kéo và cơ cổ mình giữ lại, căng, 4 3 2, rồi ngược lại nè, đẩy cái trán mình ra phía sau, trán mình đẩy ra phía sau, cái đầu mình đẩy ngược lại, 5 4 3 2, chậm rãi thở ra, hạ xuống, hạ hai tay xuống, xoay một vòng nè, càm gập, nghiêng phải, ngửa ra sau, nghiêng trái, gập càm, nghiêng phải, ngửa ra sau, nghiêng trái, gập càm, nghiêng phải, ngửa ra sau, nghiêng trái, gập càm. Rồi mình đi ngược chiều lại nè, nghiêng trái, ngửa ra sau, nghiêng phải, gập càm, giữ lưng thẳng, hai vai mềm, nghiêng trái, ngửa ra sau, nghiêng phải, gập càm, nghiêng trái, ngửa ra sau, nghiêng phải, gập càm. Rồi thả lỏng vai tay lưng của mình, vai tay thoải mái, hít vào, hai tay vươn cao, kéo căng cái vai của mình nè, rồi xoắn cái lưng sang phải, mắt nhìn sang phải luôn. Hít vào, hai tay lên cao,
Xoắn lưng sang trái, mắt nhìn sang trái. Hít vào, kéo hai tay thẳng lên. Căng căng, nghiêng phải và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2. Hít vào, lên cao, 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 cao. Nghiêng trái, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2. Chậm rãi trả về. Rồi, bài tập giúp phục hồi cải thiện chứng thoái hóa đốt sống cổ đến đây kết thúc. Thúy cảm ơn quý vị đã xem và tập theo cùng Thúy. Nếu thấy hay và bổ ích, xin hãy nhấn đăng ký kênh cũng như giúp Thúy chia sẻ bài tập này đến nhiều người. Thúy cảm ơn và chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Cho đi niềm vui sống trong kiếp người.